Để chút nữa đi. Ờ, đẩy chút nữa đi. Vậy chờ một chút đi, đổ phân kia vô. Ờ, phải làm cho nó... Vậy giờ lửa rễ cây này đẩy qua một bên. Ừ. Cái cây này tên mặt mặt Nolia mà không biết tiếng tiếng Việt là cây sứ hay cây cây hoa gì chị? Việt Nam kêu bằng gì? Mộc lan. Mộc lan. Mộc lan. Mà cây này lọ này bông không ạ? À? Dạ. Không có lá hả thầy? Bông không. Ủa, có nó mau. Có màu vàng. Nó mau. Ngày hồi đó bà già sao hơi cả nhà tôi bông nó nhỏ nhỏ. Dạ, bà già tôi tại vì anh biết sao không? Của anh nó lớn rồi. Cái cao đó nó chọn ba đường đây. Chị cứ nhớ tới ba đường kia là kia. Bây giờ cái bụi tổ mẹ vậy nè. Nó có hai loại, một loại là một thân thôi, một loại là một bụi, cái này là bụi nè. Rồi bây giờ nó có cái màu vàng rồi màu trắng nữa. Cái này thì thường lắm, cái này là very common. Thấy màu này nhiều chứ chưa thấy màu vàng qua. Tí nữa anh đẩy lên nha, nó hơi vàng vàng. Nó bị nghiêng á. Tí nữa vậy. Ừ, thì nó đẩy anh dịnh lên đi, anh dịnh lên chơi miếng đất vô có thoải mái.